Đợt này đi xuất khẩu lao động á, em mang cả con em theo chứ để nó ở nhà em không yên tâm các mom ơi. Số phụ nữ chúng mình nó khổ. Vừa mới hết ở cữ xong là em lại phải đi tha hương mưu sinh. Kêu vợ quay dùng cái clip lần đầu tiên đi Hàn Quốc với con gái. Nhìn hai bố con không khác gì là bị ép đi du lịch. Ngồi cái ghế thương gia mà thấy thương không à chứ không thấy da. Sau khi vật lộn 6 tiếng trên máy bay thì cuối cùng gia đình mình cũng đã tới Hàn Quốc rồi mọi người ơi. 7 giờ sáng nhà em đã có mặt ở sân bay và đến 12 giờ trưa tụi em mới được nhận nhà lận. Nên là gia đình tranh thủ đi ăn sáng. Mà ăn xong là mới có 8 giờ sáng à. Không biết bao giờ mới tới 12 giờ trưa nữa. Em đề nghị chương trình 2 ngày 1 đêm tuyển thẳng em vô đi. Kỹ năng sinh tồn của em thấy là ok rồi đấy. Má hả, bốc đúng cái nhà không có cái thang máy. Một mình em vác 6 cái vali leo 4 tầng lầu. Này là đi đầy, đi đọa, đi kiểu vạn chứ có phải đi du lịch đâu. Đợt này thời tiết mùa thu Hàn Quốc nó y chang cái tính cách của vợ em nhỉ. Nó cứ mát mát thôi. Nhưng mà nó vẫn có nắng nha. Và Hàn Quốc là kiểu địa hình vùng đồi núi. Đây là cái tia UV nó mạnh hơn ở Việt Nam mình nhiều. Nên là không thể nào mà không xài kem chống nắng nha. Em đang xài con kem chống nắng vạch đỏ của nhà L'Oreal. Con này là bản mới, bao bì mới luôn. Nhưng mà thành phần với cả công dụng thì nó cũng không khác gì bản cũ cả. Chất sữa mỏng nhẹ vô cùng dễ tán và luôn luôn lọt top khi mà em livestream bán hàng nha. Dù là đi làm hay đi chơi chỉ cần ra ngoài thì cứ 4 đến 6 tiếng là em sẽ dặm lại một lần để đảm bảo chống được tia UV. Có công nghệ màng lọc nét lốc nên là cho dù ra mồ hôi hay đổ dầu thì lớp kem chống nắng nó vẫn bền bỉ suốt cả ngày. Cuối ngày khi về nhà thì mình cứ tẩy trang lại một bông thôi là ok. Tẩy trang em cũng dùng chai màu tím của L'Oreal luôn. Rất phù hợp dành cho da khô và em xài thì em cảm thấy cực kỳ sạch. Không gây kích ứng lại còn để một cái lớp hơi ẩm ẩm ở trên da. Quá là ưng cái cặp đôi này nên là sẽ dùng lại và dùng rất nhiều nha.